Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp giao ban với các thành viên. Nỗ lực của Hưng Yên trong phòng chống dịch COVID-19 để quyết tâm giữ vững vùng xanh. Các địa phương tích cực tiêu thoát nước khắc phục ngập úng cho hàng trăm hecta lúa, cây ăn quả và hoa màu. Công an huyện Tiên Lữ phát hiện 41 người tụ tập hát karaoke trong mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã nhất trí thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022. Đối với đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho rằng đề án chưa nêu bật được bức tranh tổng thể phát triển kinh tế vùng bãi, như chưa đề cập việc quy hoạch hệ thống giao thông, kết nối di sản và các dự án về phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, trải nghiệm, dự án phát triển các đô thị sinh thái chưa xứng tầm, chưa rõ nét. Đơn cử như chủ trương về quy hoạch 800 ha đất để khôi phục phố cổ tại thành phố Hưng Yên chưa được đề cập trong đề án. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên và các huyện có diện tích vùng bãi cần bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện đề án đối với quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung thêm quy định về nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình. Về kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến các hệ thống phân phối, đặc biệt là các hãng bán lẻ lớn và đến tận tay người tiêu dùng. Trong quá trình quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp phải giới thiệu được tiềm năng lợi thế và các sản phẩm chủ lực của tỉnh, trên hết là phải xây dựng được mô hình sản xuất và tiêu dùng phải gắn kết theo chuỗi và thành lập được nhiều các mô hình hợp tác xã tập trung sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Nắm bắt kịp thời biến động của công dân từ vùng dịch trở về địa phương, kiểm soát chặt chẽ lái xe đường dài vào địa bàn là một trong nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 mà tỉnh Hưng Yên thực hiện quyết liệt trong thời gian vừa qua. Bởi vậy, dù giáp với Hà Nội, nhưng Hưng Yên vẫn là vùng xanh, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm sức khỏe, an toàn cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế xã hội. Anh Tài, thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, là lái xe đường dài vừa đi từ vùng dịch trở về, đã tự giác đến xã để khai báo y tế và thực hiện việc cách ly tập trung. Tôi cũng ý thức được cái việc làm sao mà mình phải đảm bảo được cho cái địa phương của mình, gia đình mình phải an toàn. Mình về thì mình phải xét nghiệm PCR và khai báo y tế để đi cách ly tập trung. Ngoài ra, để khoanh vùng tránh lây lan dịch trên diện rộng, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các ngành chức năng lập 13 chốt chặn, lập hàng rào kiểm soát, chắn giữ 24/24 giữa các vùng xanh và đỏ. Chúng tôi nêu cao tinh thần mạnh mẽ về vấn đề chống dịch như chống giặc, không để cho một trường hợp nào lọt vào trong địa bàn Hưng Yên mà không có đủ điều kiện. Để phòng chống dịch hiệu quả, phương châm hàng đầu của tỉnh là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Các địa phương kích hoạt tất cả các tổ COVID cộng đồng để rà soát, nắm bắt những người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và từ vùng dịch. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cũng là đảm bảo cái vùng xanh để phát triển kinh tế xã hội, để đảm bảo thực hiện tốt các cái mục tiêu nhiệm vụ mà chúng tôi đề ra trong năm 2021. Trong bối cảnh dịch bệnh lây nhanh trong các khu công nghiệp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn đảm bảo an toàn và duy trì sản xuất. Tỉnh chỉ đạo tạm thời không tiếp nhận lao động từ các vùng dịch. Người lao động thực hiện nghiêm thông điệp 5K, chia ca, giãn cách tại khu vực sản xuất và trong nhà ăn, thực hiện 3 tại chỗ. Nhà máy chúng tôi thì đặt ra cái phương án 3P là cái phương án tối ưu nhất trong cái hoạt động mà để đạt được cái mục tiêu kép. Có nghĩa là vừa an toàn sản xuất,
mà vừa an toàn chống dịch. Cũng khó khăn một chút nhưng mà nói chung thì về cơ bản của Hưng Yên thì vẫn không ảnh hưởng gì đến việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đời sống của nhân dân. Qua tổng kết 8 tháng đầu năm thì hiện nay tổng thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt khoảng 90% theo kế hoạch năm. Cái hai là tốc độ phát triển vẫn giữ vững là tốc độ khoảng bình quân khoảng 6%. Minh chứng điều đó là cái sản lượng điện của Hưng Yên của chúng tôi so với cùng kỳ năm 2020 thì vẫn tăng 10%, người nghèo và người cận nghèo thì hỗ trợ là 4 đợt gạo. Thì toàn tỉnh thì khoảng 34.000 nhân khẩu thì mỗi một lần hỗ trợ khoảng hơn 340 tấn gạo. Nói chung là có khó khăn nhưng mà dưới sự vào cuộc tích cực về công tác an sinh xã hội của tỉnh và đời sống của nhân dân trong lúc này là tạm thời ổn, nói chung là rất là tốt. Kể cả những người nghèo và người cận nghèo cũng được quan tâm, đời sống của công nhân lao động thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Trải qua 4 đợt dịch, với tinh thần chống dịch như chống giặc, tỉnh Hưng Yên luôn quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm đi trước một bước, nâng cao hơn một mức. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của đông đảo nhân dân, còn có sự chung tay góp sức của không ít tập thể, cá nhân, doanh nghiệp. Do vậy, công tác phòng chống dịch luôn đảm bảo kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng và giảm thiểu tác động đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Vào 20 giờ 15 phút tối nay, chúng tôi sẽ phát sóng phóng sự dài Vì một vùng xanh, phản ánh về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở tỉnh Hưng Yên. Phóng sự do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, tỉnh Hưng Yên bước sang ngày thứ 8, không phát sinh ca bệnh COVID-19 mới. Toàn tỉnh còn 17 ca bệnh đang điều trị, hai khu vực phải phong tỏa. Tính từ ngày 21 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 258 ca bệnh, 240 ca đã được công bố khỏi bệnh, 1 ca tử vong có bệnh lý nền, còn 17 ca đang tiếp tục điều trị. Còn trên 7.700 người phải cách ly y tế, hai khu vực còn phải phong tỏa. Hiện toàn tỉnh đang triển khai tiêm vaccine diện rộng. Tổng số đã tiêm được 230.000 mũi, đạt trên 25% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi. Liên quan đến công tác tiêm chủng, Bộ Y tế vừa ban hành công điện số 1478 tiếp tục chấn chỉnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại đơn vị mình. Hiện nay, thành phố Hưng Yên đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 9 năm 2021 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định, gồm nhân viên các cơ sở y tế tư nhân, giáo viên, công nhân, người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, người làm nghề cắt tóc, gội đầu, nhà hàng, quán ăn, kinh doanh tại chợ và siêu thị. Trong đợt này, thành phố Hưng Yên được phân bổ trên 19.000 liều vaccine của các hãng Pfizer, AstraZeneca và Sinopharm. Để việc tiêm phòng cho người dân được đảm bảo, thành phố Hưng Yên đã bố trí 18 điểm tiêm. Mỗi điểm đều tổ chức thực hiện tốt việc khai báo y tế, khám sàng lọc. Người dân đến tiêm được đo thân nhiệt, tư vấn về vaccine và theo dõi sức khỏe sau tiêm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Toàn thành phố phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành việc tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 9. Nhằm góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Sóng và Máy tính cho em. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em tại tỉnh theo hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đối với việc hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến, giai đoạn 1 trong năm 2021 huy động ít nhất trên 2.600 máy tính hoặc các thiết bị thông tin khác cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phục vụ học trực tuyến. Giai đoạn 2, từ năm 2022 đến năm 2023, tiếp tục thực hiện và huy động mọi nguồn lực trong xã hội hướng tới mục tiêu 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được trang bị máy tính để học trực tuyến. Thực hiện hỗ trợ giảm giá, miễn cước Internet di động, cước Internet băng rộng cố định, đảm bảo hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin bao gồm các nền tảng phần mềm và đường truyền Internet phục vụ việc dạy và học trực tuyến, đảm bảo hạ tầng mạng Internet đến 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
Thôn bên sông xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi vốn là địa bàn còn nhiều khó khăn, kinh tế và thu nhập của người dân còn thấp. Với bối cảnh dạy và học trực tuyến như hiện nay, các hộ dân trong thôn đã và đang nỗ lực tìm cách tháo gỡ để việc học của con em mình không bị gián đoạn. Gia đình em Phạm Trọng Sang thuộc diện hộ nghèo của thôn bên sông. Bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo, đang nằm viện điều trị. Vì không có điều kiện mua máy tính hay điện thoại thông minh, nên mỗi khi học trực tuyến, Sang phải chật vật với chiếc điện thoại đi mượn, đã cũ, kết nối kém, thường xuyên bị sập nguồn. Và đương nhiên, các kiến thức cần ghi nhớ trong bài học cũng sẽ bị gián đoạn. Hoàn cảnh nhà con không đủ tiền để mua thiết bị học tập, máy tính và cả điện thoại. Con về con mượn máy bác học chung với anh. Thôn bên sông có khoảng 150 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, thì chỉ có 30% học sinh có máy tính, trên 60% học sinh phải học trực tuyến qua thiết bị di động. Trong đó có nhiều thiết bị đã cũ, không đảm bảo chất lượng. Hiện nay trong thôn cũng có 4 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có thiết bị để các con học trực tuyến. Để khắc phục tình trạng này, thôn đã vận động các gia đình thực hiện nhiều biện pháp. Lãnh đạo thôn bên sông cũng đang nỗ lực vận động các hộ thôi tạo mọi điều kiện để con em học. Các cháu cùng một lớp tập trung vào 3 cháu học cùng một máy, mượn máy điện thoại để học. Thì một số các cái hộ khó khăn nhờ mạng wifi của các hộ khác. Nhà trường và giáo viên đã kêu gọi sự chung tay giúp sức của hội cha mẹ học sinh và các nguồn tài trợ có kinh phí. Ngoài ra chúng tôi còn kêu gọi những mạnh thường quân, những người con quê hương làm chủ các doanh nghiệp có các phương tiện mà được thanh lý nhưng vẫn còn sử dụng được, thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để đưa tới những hộ ở thôn bên sông có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với mọi biện pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn từ phía gia đình với quyết tâm không để các em phải dừng học. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm ngày 24 tháng 9 đến nay, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa, cây ăn quả, hoa cây cảnh và rau màu. Để hạn chế thiệt hại, các đơn vị thủy nông, các địa phương và nông dân đã huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục thiệt hại. Mưa lớn khiến cho 230 ha lúa và hoa màu trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị ảnh hưởng. Trong đó, có 150 ha lúa, gần 20 ha cây ăn quả, chủ yếu là chuối bị đổ gãy và gần 60 ha rau màu bị hư hỏng. Tập trung chủ yếu ở xã Trung Nghĩa, Phú Cường, phường Lam Sơn, bên cạnh việc huy động 9 trạm bơm tiêu úng với tổng công suất trên 170.000 m khối một giờ. Thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân nhanh chóng khắc phục diện tích lúa cây ăn quả và rau màu bị úng ngập. Trong ngày 27 tháng 9, đã có 170 ha lúa hoa màu và cây ăn quả được chống buộc lại. Diện tích bị thiệt hại không thể khắc phục, bà con sẽ tiến hành thu dọn và làm đất trồng lại cây phù hợp với thời vụ khi thời tiết thuận lợi. Đợt mưa từ ngày 24 tháng 9 đến sáng ngày 27 tháng 9, với cường độ lớn và kéo dài đã làm ngập úng cục bộ 240 ha lúa, cây ăn quả và cây rau màu trên địa bàn huyện Văn Giang. Trong đó có 230 ha hoa cây cảnh, cây ăn quả, rau màu và 10 ha lúa. Để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra, huyện đã huy động các trạm bơm tích cực tiêu úng nhanh, đồng thời vận động nông dân chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu úng ngay tại các chân ruộng, khu đồng, ao nuôi thủy sản đang bị ngập cục bộ. Trên địa bàn huyện Khoái Châu, mưa lớn đã gây úng cục bộ, ngập úng sinh lý khoảng 700 ha lúa, cây ăn quả và rau màu. Đến sáng ngày 27 tháng 9, lượng nước đã rút nhanh nhưng nhiều diện tích cây ăn quả, rau màu của người dân vẫn bị ngập. Trong đó, có một số diện tích bưởi Hoàng Trạch đang chuẩn bị cho thu quả, cam, chuối, nhãn bị úng cục bộ, tập trung ở các xã Dạ Trạch, Đông Tảo, An Vĩ, Ông Đình, Đông Kết và Đại Tập. Hiện nông dân đã xuống đồng khẩn trương thu dọn những cây bị đổ, héo, dập nát, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, khơi thông rãnh thoát nước để đề phòng diễn biến của mưa úng những ngày tiếp theo. Bưởi Hoàng đang thu hoạch mà mưa nhiều là lứt hết, thì đợt vừa rồi nó úng ngập 3-4 ngày liền, tràn hết lên tận trang trại luôn. Bây giờ thì là tôi vừa tát vừa máy xong rồi mương để thoát nước, thì bưởi thì là bây giờ thì nó đại khái nó cũng đỡ rồi. Huyện Khoái Châu cũng đã chỉ đạo các phòng ban chức năng các xã khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại lúa hoa màu, khu nuôi thủy sản, huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ và hướng dẫn người dân khắc phục úng cục bộ. Trận mưa vừa qua thì là
nước cũng đã rút, nhưng bên cạnh đó thì cũng đã rất ảnh hưởng đến các cây trồng, đặc biệt là cây cỏ ngọt khoảng 10 mẫu, cây bưởi, cây nhãn ảnh hưởng khoảng 20 mẫu và các cây rau màu khác ảnh hưởng khoảng 15 mẫu. Vì vậy là cũng rất ảnh hưởng đến cây trồng của bà con nhân dân. Là cơ sở thôn là qua cái trận ngập úng vừa qua thì là sẽ tiếp tục là tổ chức lại các hệ thống mương máng, những cái khu vực là gây ách tắc dòng chảy sẽ tiếp tục triển khai cho máy vào để lạo vét để tránh ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến cây trồng và bà con nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày qua khiến 20 hộ dân xóm 4, thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, huyện Phù Cử phải sống trong cảnh nước ngập sâu, gây khó khăn cho sinh hoạt. Theo phản ánh, trận mưa to từ ngày 24 tháng 9 đến nay, nhiều hộ dân ở xóm 4, thôn Hạ Cát đã phải thức trắng đêm để tát nước ra ngoài. Nhiều hộ đã mất trắng hàng tạ thóc do phơi ngoài sân. Theo người dân cho biết, nguyên nhân của tình trạng này là do trong quá trình thiết kế xây dựng đường nông thôn mới không có hệ thống thoát nước nên khi mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống thoát nước là làm đường là không đặt cống để thoát nước. Nước như thế này mà bây giờ lối thoát không có. Đấy, thì cũng là gây xáo trộn của cuộc sống, đời sống của người dân. Tôi phơi sắp đầy một sân này mà như thế tôi cạo hai đống quả xói mới biết. Mưa đến đêm đến hai vợ chồng tôi già 12 giờ đêm phải đi xúc mà còn đi bốn bao thóc ướt. Chúng tôi phải mang về trên kia răn rở hai vợ chồng. Để khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương cần sớm có những phương án biện pháp cụ thể để tiêu thoát nước cho bà con xóm 4, thôn Hạ Cát trước mắt và về lâu dài, không để mỗi khi mưa lớn kéo dài lại bị ngập lụt, ảnh hưởng tới đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất, thời gian qua, dù ở đâu và bất cứ khi nào, khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát 113, công an tỉnh Hưng Yên luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh đã tiếp nhận xử lý gần 250 tin báo về an ninh trật tự, cử gần 2.200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự. Qua công tác tuần tra đã kịp thời phát hiện gần 700 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xử phạt số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong đó, riêng từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng cảnh sát 113 đã phát hiện 19 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, xử phạt 33 triệu đồng. Cùng với việc phải thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận xử lý kịp thời, đúng quy trình vào các tin báo vụ việc, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát 113 còn trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 9, tổ công tác của Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Công an xã Dị Chế kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sau đêm do Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1985, ở thôn Nghĩa Chế làm chủ, phát hiện 41 thanh niên nam nữ đang hát karaoke tại 4 phòng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với Đỗ Văn Thắng và các trường hợp này do cố tình vi phạm, tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đây là sự việc thứ 5 mà công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện từ tháng 7 đến nay.